Điều Chiều Phượng này là một tác phẩm chúng tôi rất tâm huyết với gần 500 giờ làm việc qua 13 công đoạn. Và đây chính là một tuyệt phẩm dành tặng cho những người yêu thích nghệ thuật tranh gỗ thủ công và những người yêu thích sưu tầm tranh gỗ. Xin cảm ơn.